Hello, xin được chào mừng quý vị và các anh chị trở lại với bên Auto 62 ô tô Gầm Cao Hà Nội, và em là Trường, đại diện bán hàng bên Auto 62. Hôm nay sẽ hỗ trợ anh chị tham khảo những mẫu xe đang được bày bán bên Auto 62 vào thời điểm ngày 15 tháng 5 năm 2024 anh chị nha. Và toàn bộ những chiếc xe mà đang được bày bán bên em thì đều có văn bản cam kết là xe không va chạm, không ngập nước và máy móc kèo chỉ mọi cái là nguyên bản theo nhà sản xuất anh chị nha. Hồ sơ pháp lý thì rất là rõ ràng và không tranh chấp kiện tụng, không phạt nguội anh chị nha. Và mời anh chị cùng em Trường đi vào từng chiếc xe để đánh giá từng chiếc xe. Nếu anh chị quan tâm đến chiếc xe nào thì anh chị hãy liên hệ với em Trường theo số điện thoại trên màn hình để em Trường được hỗ trợ anh chị nha. Và toàn bộ những chiếc xe thì đều có thể hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe nếu như quý anh chị có nhu cầu mua qua ngân hàng anh chị nhé. Với một mẫu xe đầu tiên là một chiếc xe Hyundai Santa Fe. Với chiếc này của em Trường là sản xuất 2022 bản Premium, phun xăng, xe lăn bánh hơn 2 vạn km, có ngoại thất màu đen và nội thất là ghế da hai màu. Xe này lăn bánh được hơn 2 vạn km, zin full, lịch sử bảo dưỡng sửa chữa trong nhà sản xuất anh chị nha, mang biển số là gốc Hà Nội, một chủ từ đầu. Xe này em đang bán với mức giá là 1 tỷ 130 triệu, vẫn có thể linh động xuống một xíu. Khi anh chị quan tâm thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Trường để có những cái mức giá tốt nhất và ưu đãi nhất anh chị nhé. Tiếp theo là một chiếc xe Toyota Camry. Với chiếc này của em Trường có năm sản xuất là 2017 bản 2.5G. Xe đã lăn bánh được 5 vạn rưỡi km, một chủ từ đầu biển Hà Nội. Có ngoại thất là màu đen và nội thất là màu kem. Một chiếc xe với sơn zin còn đến 90%. Nội thất thì siêu siêu mới, em Trường đang bán giá cũng rất là tốt anh chị nha, cũng chỉ hơn 600 thôi. Một mức giá rất là yêu thương cho một chiếc xe Toyota Camry với năm sản xuất là 2017 bản 2.5G anh chị nhé. Đến với một mẫu xe mà một cái form dáng rất là hiện đại và trẻ trung, thanh lịch và phong cách anh chị nha. Đó là một chiếc xe Kia Sportage. Với bản này của em là bản 1.6 4X, năm sản xuất 2022 và xích lên chờ xăng anh chị nha, 1.6 turbo xích lên chờ xăng. Xe lăn bánh hơn 2 vạn km, có ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen. Xe chiếc xe này phải nói là một chiếc xe bầu trời công nghệ của Hàn Quốc được đưa vào trên chiếc xe này anh chị nhé. Xe này thì em đang bán với mức giá là hơn 900 triệu một chút, cũng rẻ hơn xe mới rất là nhiều tiền anh chị nhé. Cụ thể là 969 triệu mà vẫn có thể bớt anh chị nhé. Lại một mẫu xe gầm cao của nhà sản xuất Toyota. Với chiếc này thì là một chiếc xe có lẽ là anh chị nếu như nghe em Trường miêu tả thì cũng sẽ không tin là chiếc xe 2017, nhưng lăn bánh đúng 3 vạn 3. Bản thân em Trường lúc đầu thì cũng không tin, nhưng khi xe về tới cửa hàng và sờ tận tay, xem tận mắt, quả là chiếc xe chỉ chạy hơn 3 vạn km thôi anh chị nhé. Một chiếc xe có lẽ là hàng rất là độc đáo và em đang bán là 725 triệu vẫn có thể bớt nếu anh chị quan tâm anh chị nhé. Với chiếc này của em là số tự động máy xăng một cầu, năm sản xuất 2017, có ngoại thất là màu nâu đen và nội thất là màu đen. Một chiếc xe cực kỳ là độc đáo anh chị nhé. Mời anh chị đi vào bên trong để trải nghiệm những mẫu xe đang có tại bên Auto 62. Và nếu như anh chị quan tâm thì hãy gọi cho em Trường để có những cái mức giá ưu đãi nhất và mức giá tốt nhất trong thời điểm hiện tại anh chị nhé. Chiếc này của em là chiếc Mazda CX-8, năm sản xuất là 2022 nhưng mang form dáng của 2023. Xe lăn bánh đúng 2 vạn rưỡi km và em đang bán với mức giá 985 triệu vẫn có thể linh động giá. Và nếu như anh chị so sánh một chiếc xe này với một chiếc xe mới thì thật sự là rẻ được cả mấy trăm triệu luôn anh chị nhé. Một chiếc xe Mazda CX-8 7 chỗ gầm cao của nhà sản xuất Mazda, xe rất là hiện đại anh chị nhé. Và với một chiếc tiếp theo là Toyota Camry. Chiếc này của em Trường là bản 2.5Q, có năm sản xuất là 2020. Xe lăn bánh hơn 5 vạn km, có ngoại thất màu đen và nội thất màu đen. Em Trường đang bán với mức giá là 950 triệu vẫn có thể bớt anh chị nha. Anh chị quan tâm thì hãy gọi cho em để có những cái mức giá ưu đãi nhất.
Kia Sorento cũng là một trong những chiếc xe mà mệnh danh là một bầu trời công nghệ của Hàn Quốc được trang bị trên chiếc xe này anh chị nhé. Với chiếc này của em Trường có năm sản xuất là 2022, ngoại thất là màu màu này gọi là màu nâu anh chị nhá, màu nâu đỏ này. Có ngoại thất là màu nâu đỏ, nội thất là màu kem, xe lăn bánh cũng chỉ hơn 2 vạn cây thôi, năm sản xuất là 2022. Em đang bán với mức giá 998 triệu vẫn có thể bớt, nếu như anh chị quan tâm. Hãy gọi cho em. Em sẽ có những cái mức giá tốt nhất. Bản xích lên chờ xăng anh chị nhá. Xích lên chờ là một trong những cái bản cao cấp nhất của Kia Sorento rồi. Với bản này của em máy xăng anh chị nhá. Vẫn là Hyundai Santa Fe, chiếc này của em là 2021, mang model 22, bản phun dầu premium, xe lăn bánh 3 vạn km, có ngoại thất màu đen và nội thất là ghế da hai màu. Xe này em cũng đang bán là 1 tỷ 135 triệu. Vẫn có thể linh động và cam kết với anh chị là kilomet zin, mọi cái là nguyên zin và full lịch sử bảo dưỡng sửa chữa trong nhà sản xuất anh chị nhé. Và ngoài chiếc này thì bên em còn một chiếc xe màu đỏ mận, màu đỏ mận bản đặc biệt dầu 2021 model 22, em đang bán với mức giá cũng chỉ 1 tỷ 063 triệu thôi, cũng khá là hợp lý trong cái thời điểm hiện tại với so với những chiếc san máy dầu anh chị nhé. Fortuner với chiếc này của em Trường có năm sản xuất là 2019, số tự động máy xăng, xe lăn bánh hơn 5 vạn km, có ngoại thất màu trắng và nội thất là màu đen, một chiếc xe rất là chất lượng anh chị nhá. Em đang bán với mức giá 795 triệu, có linh động một chút, nếu anh chị quan tâm thì gọi cho em Trường sẽ có những cái mức giá tốt nhất. Và bên cạnh em là một chiếc xe Kia K3 với bản năm sản xuất 2022, bản Luxury, ngoại thất là màu lông chuột anh chị nha, một cái màu ngoại thất của K3 rất là đẹp đây. Xe này em đang bán với mức giá cũng chỉ hơn 500 thôi, một mức giá khá là ưu đãi trong cái thời điểm hiện tại. Nếu anh chị quan tâm đến chiếc xe nào thì anh chị hãy nhóc máy lên và gọi cho em để có những cái mức giá tốt nhất anh chị nhé.